Sữa tắc và áo phao. Đây là ly sữa tắc nè, ly 10.000 khổng lồ. Giữa trưa nóng uống giải khát. Đẹp không? Ly của tôi nè. Hello biển mùa hè, ta xuống đây để tắm đây. Ôi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đây những gì đau thương, điền hạ tình ca biển kể chuyện quê hương. Có gì sáng nay mà nắng xôn xao, một bà ngoại dắt hai đứa cháu đi bán trà tắc nè, dễ thương không? Trẻ con Phan Rang đi theo bà mùa hè bán, còn kia thì bà Mỹ đứa con chụp lên phao bán luôn chả đắt luôn. Còn cái gia đình đi tắm biển dân địa phương. Mưu sinh dân lao động ở dưới biển với mấy cái We'll be right back.
người dân. Nhìn chứ không hả? Ta đang lưới. Cảm rất là hay. Riêng anh ăn gì bún 200 bún được chi hả? Tôi bún riêng thấy thèm. Cái gì con? Mày cũng biết tiếp thị quá hả? Tao đâu phải con gái đâu phải ăn đồ chua. Sao mà còn cho em nhìn xa hình tử vậy hả? Thấy khôn quá, thấy thương. Là con gái miền biển nó bán đồ. Giờ mua sao chú ăn? Chú ăn răng lắm chú không? Mận này mận Hà Nội mà chú đâu biết ăn. Và ta không biết ăn thì chú mắc cười quá. Mới tâm điện lên, rất là sảng khoái. Cái đầu lâu lâu được nhúng nồi đá luôn. Đây là thực đơn của miền Trung, cũng rẻ lắm ha, trung bình 70-80, 100, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, Oh,